Hello các tình yêu. Xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới nhiều năng lượng và làm việc thật tốt. Thật nhiều sức khỏe các bạn nhé. Thì là chuẩn bị đến giờ anh em tôi đi làm đây các bạn. Các bạn đã được theo dõi bạn Nam Tiến Nam xem video của tôi đúng không các bạn? Thì là nhiều người nhận xét bảo là thế này thế kia, nhưng mà bạn ấy chỉ là bảo đi tham khảo qua mình thôi các bạn, đi đi để biết cái số rồi, còn phong cách người ta thì mình chả quan tâm, chả làm ảnh hưởng gì đến mình. Đấy. Đồ lái xe đấy các bạn, để thành công, để làm được ấy, phải là người chịu khó và đam mê. Nếu mà mỗi đam mê không đủ đâu các bạn nhé. Đam mê phải có đô la ấy, phải duy trì cái đam mê, phải lao động các bạn ạ. Cái điều quý giá nhất trong của mình là sức khỏe đấy, đúng không các bạn? Mỗi sáng bạn thức dậy chạy nhảy thể dục với lại đi lại gặp các bạn bè nói chuyện là một cái hạnh phúc rất rồi đấy. Còn là đi làm hoặc lái xe, làm bất kể cái việc gì thì đầu tiên là sức khỏe đấy. Cho nên các bạn cứ yêu đời đi, cứ làm đi. Làm những cái thứ mình thích. Rồi một ngày nào đó thành công sẽ đến với mình các bạn nhé. Cũng như là nghề của mình. Đấy. Nghề thì nó gắn với nghiệp. Đấy, có phải có thích thích mới đi theo đuổi mới làm được, đúng không các bạn? Cho nên mình không chê ai cả. Lái xe hoặc làm nghề gì, phụ xây hoặc là làm bất kể cái việc gì. Mình không chê ai. Cho nên mình thích nghề gì hoặc là làm muốn làm cái nghề gì thì mình cứ theo đuổi đi. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thành công các bạn nhé. Đó. Còn anh em chúng tôi đây, suốt ngày dầu mỡ và nhiều người bảo đi lái xe, đi chạy xe làm gì. Đấy. Không quan trọng. Mình được làm cái mình thích. Mình cảm đi làm thì cảm thấy là cuộc sống hạnh phúc hơn. Với lại yêu đời hơn. Đỡ chán đời, đúng không các bạn? Đây. Tôi thì ngày nào cũng... đấy, giường ngủ trên đằng sau, nghỉ việc là bắt đầu đi ăn cơm, tắm rửa, đi làm. Đấy các bạn, công việc cứ đều đều. Thế thì về nhà thăm gia đình. Đấy. Đấy, đối với tôi như thế là nó cũng hạnh phúc rồi. Còn các bạn nghĩ nhiều là vấn đề gì, mỗi con người là phải tự cho mình hạnh phúc. Tìm cái hạnh phúc cho mình cho nó dễ, nhưng mà tìm cái hạnh phúc cho người khác nó khó, đúng không các bạn? Ok. Đấy, ngày mới thì gửi vài lời tới các bạn để cho nó có không khí làm việc một ngày. Đối với anh tài xế, đối với anh bốc vác, hoặc đối với các anh cán bộ, các anh lãnh đạo chẳng hạn. Mỗi người có một cái đầu đầu, đúng không các bạn? Mỗi người có một cái đầu đầu và có một cái niềm vui riêng. Đấy. Cho nên tôi khuyên các bạn là không chê ai cả. Mỗi người một tính cách thì nó mới phải là xã hội. Đấy. Nếu mà giống nhau tất cả thì ai cũng đi ví dụ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không các bạn? Đấy. Đấy các bạn, tôi chuẩn bị lổ máy đi làm đây các bạn. Ok. Đây. Bạn Nam ấy, chắc hôm nay là cũng bận thôi. Bạn ấy bảo là anh ấy chỉ cho em vài số để biết mình cũng cho lái cho ấy thoải mái luôn đấy, bởi vì là nhưng mà tính cách của người ta thì thế nào thì kệ, không quan trọng các bạn, đúng không? Ok. Đó. Một bài phát các bạn đấy là khi nó rầm rầm thì lại nghe cảnh làm việc thì nó sẽ là tốt. Bước ra ngoài chút xem nào, có gì đổi mới có ngàn chút các bạn ạ. Đây là hai anh em đấy, con máy đằng sau đấy các bạn, sẽ chiến đấu một ngày.
bơm mớ thì mới sang làm các bạn ơi. Rồi. Đằng sau cũng là một đam mê các bạn. Đấy, các bạn thấy không khí là không khí ngày thì có tốt không? Cảnh đấy có tốt không? Đấy. 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 Anh ơi, anh phải làm việc gì đam mê không? Hello, chào mọi người nhé. Chúc một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Đấy. Trong bơm tay khỏe như động cơ máy nhé. Đấy, ông anh cũng yêu đời đó các bạn. Đấy, thấy không? Ui, nó mút quá, kéo mắt ra. Yêu đời ghê, anh em công trưởng yêu đời thế các bạn ạ. Tinh thần thoải mái thì làm việc nó sẽ hiệu quả. Cái gì cũng phải bôi trơn anh nhỉ? Đấy, đúng rồi. Không có bôi trơn là hỏng ấy. Phải bôi trơn đấy. Không bôi trơn là hỏng hết. Mà lái máy xúc chắc bơm tay cũng khỏe đấy chứ nhỉ? Tay cơ này à. Đấy, là bảo dưỡng các bạn ạ, bơm mớ để hoạt động trơn tru. Ui các bạn, đấy, đã bơm mớ ok rồi. Qua hơn rồi, xe mình cũng đầy hơi rồi, bị xuất phát đây. Mọi thứ thì đã sẵn sàng lên đường, sẵn sàng làm việc. Nếu mà tính về mùa hè thì không thích xuống xe lắm các bạn ạ. Ngồi trong điều hòa nó mát, xong lại nhưng mà ngồi nhiều thì nó khô. Ok các bạn nhá. Một lần nữa chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống của mình, và luôn luôn dõi theo và đăng ký ủng hộ kênh của mình các bạn nhé. Mình xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo đây. Đấy. Vì đi lên đường. Sắc xí xác là lên đường.